tân thủ khoa Đại học Mở Hà Nội Vũ Trung Kiên, nghệ danh Kiên Vũ, đã bỏ ra 1.510 giờ để hoàn thành 4 bộ váy. Bộ sưu tập được các giảng viên nhà trường chấm điểm tuyệt đối 10 trên 10. Tiết lộ chi phí đầu tư cho bộ sưu tập vừa ra mắt, Kiên Vũ cho hay mình đã đầu tư 150 triệu đồng để hoàn thiện các tác phẩm này, nhưng may mắn được tài trợ một nửa. Bật mí về ý tưởng của đồ án tốt nghiệp, Kiên Vũ cho biết, để lưu giữ vẻ đẹp dân tộc truyền thống, bạn đã mượn hình ảnh tứ linh thời Nguyễn, Long, Ly, Quy, Phụng. Từ đó tạo ra những thiết kế nổi bật, độc đáo. Nhìn tổng thể, linh sắc là kết tinh giữa nghệ thuật của các làng nghề thủ công như vẽ tay, thêu tay truyền thống, đính kết 3D, mây tre đan lát, v.v. Bên cạnh đó, Kiên đã kết hợp với công nghệ in 3D để đúc khối phụ kiện theo bản thiết kế. Bộ sưu tập linh sắc mang vẻ đẹp bay bổng phóng khoáng với ý nghĩa dân tộc sâu sắc, hướng đi táo bạo, đầy ẩn ý, phần nào đưa người xem chìm vào tác phẩm. Sự kết hợp nghệ thuật khảm sành xứ Huế, từ ánh bạc đậm chất tương lai mang vẻ đẹp kêu gọi của vũ trụ, xuyên không quay ngược trở về thế kỷ 19 triều Nguyễn bởi ánh vàng huyền bí và uy quyền như một lời nhắn nhủ tới thế hệ trẻ trong tương lai nhớ về cội nguồn. Ngoài ra, việc tìm hiểu về lịch sử nước nhà cũng giúp Kiên có nhiều kiến thức hơn về giá trị truyền thống. Nhờ vậy, Kiên có thể đưa ra những phương án xử lý, khai thác hướng đi hiện đại cho thời trang Việt Nam để thế hệ trẻ có cái nhìn tích cực hơn về các giá trị cao quý của bản sắc văn hóa. Chia sẻ về những khó khăn khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp, nam sinh cho biết, kinh tế là một phần trở ngại lớn. Linh sắc đòi hỏi độ tỉ mỉ, chỉnh chu, đính kết cao nên trong quá trình thực hiện, Kiên Vũ đã phải làm cùng lúc 3 công việc mỗi ngày. Tân thủ khoa vừa phải lên thiết kế, vừa sản xuất đơn đặt hàng để có thêm thu nhập.